Vertalot, hai cái trực thăng. Đây là Krasnodar, một chiều chủ nhật đến sân vận động mới xây hơn 40.000 chỗ ngồi. Nhìn thì các bạn sẽ không thấy người đeo khẩu trang, có nghĩa là nơi đây không có bóng dáng của Covid. Thành phố rất là yên bình. Cái tầm mắt của mình là giữa trung tâm thành phố mà không bị vướng. 5 năm trước nơi đây là cánh đồng lúa mì rất là lớn. Những hàng cây lá phong này mới được trồng rất đẹp.